Chào mừng quý vị đang theo dõi bản tin trên kênh Thời sự Nhanh, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải tới quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày. Đừng rời mắt khỏi màn hình và sau đây là phần điểm tin chính. Đại án Việt Á, ai khiến hàng loạt lãnh đạo cán bộ y tế dính chàm? Quý vị thân mến, từ vi phạm của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kéo theo nhiều vi phạm để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm mang tên Việt Á. Trong đại án Việt Á, việc để công ty Việt Á thâu tóm đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, từ đó bộ kit test xét nghiệm COVID-19 được thổi giá, lưu hành rộng rãi, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng có sai phạm rất lớn từ một số lãnh đạo cán bộ thuộc Bộ Y tế. Đến nay, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng một số cán bộ như cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Giá Cục Quản lý Dược Nguyễn Huỳnh, cựu Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Nguyễn Nam Liên đã bị khởi tố bắt giam. Trong một bài đăng mới đây trên website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, để Việt Á thâu tóm, chiếm đoạt bất hợp pháp sở hữu đề tài bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 có những vi phạm của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế trong việc buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra để Bộ Y tế, một số đơn vị thuộc Bộ và cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của Bộ Y tế trong việc cấp số đăng ký lưu hành, việc giám sát, đánh giá, kiểm tra, thẩm định quy trình kiểm định chất lượng, hiệp thương giá và kiểm tra việc hiệp thương giá, mua sắm bộ kit xét nghiệm do Học viện Quân y chủ trì phối hợp với Việt Á sản xuất. Đáng chú ý, từ những vi phạm của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh trong việc xác nhận chất lượng bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y và Công ty Việt Á phát triển đã kéo theo nhiều vi phạm và để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành bộ kit xét nghiệm COVID-19 được mang tên Công ty Việt Á sản xuất. Theo đó, ngày 2 tháng 3 năm 2020, ông Đặng Đức Anh gửi email cá nhân cho Bộ Khoa học Công nghệ, không có chữ ký, không đóng dấu, xác nhận các bộ sinh phẩm của Học viện Quân y đạt tiêu chuẩn độ nhạy, độ đặc hiệu, tính ổn định trong thử nghiệm phát hiện SARS-CoV-2. Đây chỉ là tài liệu cá nhân trao đổi với cá nhân, không có giá trị pháp lý, không phải tài liệu của Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương gửi Bộ Khoa học Công nghệ. Thế nhưng, trên cơ sở này, Bộ Khoa học Công nghệ thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài giai đoạn 1 trái quy định. Ngày 18 tháng 8 năm 2020, ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ký công văn số 1160 gửi Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế. Theo đó, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lập lại phiếu kết quả kiểm nghiệm, đồng thời kèm theo giấy chứng nhận kiểm nghiệm trang thiết bị y tế. Trong đó kết luận bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Công ty Việt Á sản xuất đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Trên cơ sở này, ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định số 5071 do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ký cấp số đăng ký lưu hành đối với bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á có giá trị 5 năm là trái thẩm quyền và vi phạm quyết định số 1353 của Bộ Y tế. Việc cấp số đăng ký cho Công ty Việt Á là không đúng đối tượng vì đây là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ là đại diện chủ sở hữu. Bộ Khoa học Công nghệ chưa quyết định xử lý bàn giao cho Công ty Việt Á. Từ những vi phạm này và nhiều vi phạm khác của một số đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Y tế dẫn tới Công ty Việt Á dễ dàng thâu tóm, chiếm đoạt sở hữu bất hợp pháp, đề tài nghiên cứu bộ sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng trong việc để Bộ Y tế ban hành 6 văn bản, trong đó có công bố giá bán các sinh phẩm, trang thiết bị y tế của doanh nghiệp. Bộ xét nghiệm phát hiện virus SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á được công bố với giá 470.000 đồng một test mà không kiểm tra cơ cấu hình thành giá, trái quy định pháp luật. Thông qua đó, Bộ Y tế đã hợp thức hóa giá bán các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho Công ty Việt Á. Từ đó, các sở y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu sử dụng các thông báo nêu trên làm cơ sở xác định giá gói thầu mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, xét nghiệm virus SARS-CoV-2, chủ yếu thực hiện bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn vì cho rằng đây là giá chuẩn do Bộ Y tế công bố, dẫn tới nhiều địa phương vi phạm trong việc mua bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, gây thiệt hại rất lớn đến tiền, tài sản của nhà nước và các cơ sở y tế. Tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh. Liên quan đến vụ án Việt Á, ngày 6 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long. Sau đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Long có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương, kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Trước đó, ngày 25 tháng 5,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Nguyễn Huỳnh đã lợi dụng vai trò giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, trình ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho công ty Việt Á trái quy định của pháp luật. Hai lãnh đạo cấp vụ khác tại Bộ Y tế gồm ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, bị khởi tố từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng viên liên quan tới vụ kit xét nghiệm xảy ra tại công ty Việt Á đã được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định của đảng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được dư luận xã hội và quần chúng nhân dân đồng thuận ủng hộ. Tôn trọng khác biệt, nhìn từ chuyện đồng phục tốt nghiệp. Thưa quý vị, hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022 cho gần 1.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhận được những bàn luận sôi nổi của cộng đồng. Đặc biệt là việc vị hiệu trưởng mặc áo nhung, đội mũ đỏ cầm phương trượng, đeo vòng cổ cùng với những bộ đồng phục của sinh viên và học viên. Ban đầu, buổi lễ gây ra nhiều tranh cãi, chủ yếu là ý kiến phản ứng dữ dội. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải yêu cầu Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ra soát và điều chỉnh về trang phục lễ phục, trao bằng tốt nghiệp để tránh lặp lại tình trạng tương tự. Báo cáo cấp trên bằng văn bản về công tác tổ chức lễ trao bằng. Tuy nhiên, về sau các ý kiến bình luận sự việc xuất hiện những góc nhìn đa dạng hơn. Hóa ra lễ phục như vậy là bình thường ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí nhiều người khen lễ phục đẹp và sáng tạo. Câu chuyện khiến tôi nhớ lại hơn 2 thập kỷ trước, khi tôi tốt nghiệp đại học, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản đã tổ chức cuộc họp cho công tác chuẩn bị. Nội dung quan trọng nhất tại cuộc họp là mọi người nhớ không được đi dép lê. Bí thư Đoàn còn nhấn mạnh thêm, tôi thấy ở trường chúng ta nhiều người đi dép lê lắm, nhớ quy định là không được đi dép lê. Đã có một thời, vì nhiều lý do khác nhau, trong đó một lý do quan trọng là điều kiện kinh tế và bối cảnh hội nhập chưa như bây giờ, nên các buổi lễ thời đi học từ nhỏ đến lớn đều diễn ra giản dị, không đa dạng phong cách như ngày nay. Còn thời nay thì đến các bé mẫu giáo cũng mặc đồng phục tốt nghiệp. Tôi hiểu được bức xúc của nhiều người với lễ tốt nghiệp đã diễn ra ở Trường Đại học Kinh tế. Có những người còn đưa ra lời mỉa mai về trình độ học vấn của sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia buổi lễ, rồi bình luận rằng cảm giác như nghi lễ thời phong kiến đã trở lại, thật là lố bịch. Nhưng tôi quan sát không khí buổi lễ và qua chia sẻ của nhiều bạn sinh viên đang ở độ tuổi 20, họ đều nói rằng cảm thấy rất tự hào vì buổi lễ đầy ý nghĩa và trang trọng. Là một con dấu thép về giá trị cuộc sống, với những người trẻ tuổi có năng lượng tràn đầy, sẽ rất tiếc nuối khi họ tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học mà không có cơ hội khoác lên mình bộ đồng phục cử nhân và được trải nghiệm một buổi lễ đáng nhớ. Đồng phục trong lễ trao bằng tốt nghiệp tại các trường đại học bao gồm cả kiểu cách chiếc mũ đội trên đầu mọi người và quyền trượng trong tay hiệu trưởng, bắt nguồn ở xã hội phương Tây và trở thành một nét văn hóa phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Oxford và Cambridge là hai trường đại học đầu tiên sử dụng áo choàng học thuật là trang phục bắt buộc trong lễ tốt nghiệp. Năm 1321, hai trường này đã ra quyết định cấm mặc quần áo thông thường trong các buổi lễ trang trọng, thay vào đó là áo choàng và mũ đồng phục. Hoa Kỳ sau nội chiến, đồng phục cử nhân trở thành biểu tượng của danh dự và thành tích nên chỉ được phép mặc trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. Ở châu Á, vào thời nhà Minh, một số nhà sư Trung Quốc dạy học cũng mặc áo cà sa và đi xe ngựa, chọn đó như một biểu tượng. Khoảng 30 năm trở lại đây, các trường đại học ở Trung Quốc rộ lên phong trào đồng phục tốt nghiệp, các nghi thức cũng được chú trọng khá nghiêm ngặt. Về nguồn gốc của chiếc mũ, ban đầu xuất phát từ khăn choàng của các linh mục Celtic, một biểu tượng của trí tuệ và địa vị cao. Thế kỷ 14, Đại học Oxford mới chỉ có áo choàng mà chưa có mũ. Đến thế kỷ 15, chiếc mũ bốn góc các linh mục công giáo đội đã dần trở nên phổ biến trong các lễ tốt nghiệp. Hình vuông của mũ cũng được cho là biểu tượng cuốn sách. Còn gì ý nghĩa hơn khi một người có cuốn sách ở trên đầu? Một số ý kiến cho rằng Đại học Oxford là nơi đầu tiên sử dụng mũ vuông, cũng giống như khuôn viên hình hộp của ngôi trường này. Ý kiến khác lại khẳng định đó là chiếc bàn xoa của thợ xây, bởi tiếng Anh thì mũ tốt nghiệp viết là Mortarboard, có nghĩa là bàn xoa đựng vôi vữa của người thợ xây. Thế còn cây gậy tốt nghiệp, tôi gọi là cây gậy tốt nghiệp, tiếng Anh là các từ Academic Scepter hoặc University Scepter, người Trung Quốc gọi đó là vương trượng, cộng đồng mạng và báo chí mấy hôm nay gọi là quyền trượng. Vương trượng đầu tiên được Đại học Rostock sử dụng vào năm 1478, chưa rõ hoàn cảnh, hiện trưng bày tại bảo tàng St. Annen ở Lübeck. Vương trượng này được cho là phác họa cánh tay của linh mục Lübeck.
Cùng với hình thánh St. John the Baptist, một vị thánh tử vì đạo, các trường đại học hôm nay chỉ những cơ sở có học thuật uy tín cao thì mới sử dụng phương trưởng trong lễ tốt nghiệp nhằm biểu thị quyền lực học thuật cao nhất ở trường. Ở Trung Quốc, nổi tiếng nhất là phương trưởng của Đại học Tôn Trung Sơn. Cây phương trưởng này được làm bằng ngọc bích, khảm nhiều viên ngọc lục bảo quý giá và ngọc xanh lam. Trên cùng là viên ngọc trai sáng trong như pha lê, phần logo của trường được thiết kế bằng vàng ròng, bên cạnh chạm khắc rồng bằng bạc. Lễ tốt nghiệp ở các trường đại học hôm nay phổ biến nhất 3 nghi thức, bao gồm nghênh tiếp quyền trưởng, sửa mũ, tung mũ khóa bảng. Màu sắc đồng phục về cơ bản, cử nhân chủ đạo màu đen, thạc sĩ màu xanh lam, tiến sĩ màu đỏ. Các chi tiết trang trí khá phức tạp, mỗi trường mỗi ngành nghề một kiểu khác nhau nhằm tạo sự đặc trưng riêng. Tóm lại, tôi thấy rằng trường đại học kinh tế làm lễ tốt nghiệp không sai, đơn thuần là nỗ lực tạo ra dấu ấn cho một hoạt động nội bộ của nhà trường và các sinh viên, nghiên cứu sinh. Nỗ lực đó có sự tiếp nhận văn hóa phương Tây trong bối cảnh đất nước đã hội nhập. Mở cửa từ mấy chục năm qua, việc các cử nhân đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ra trường mặc lễ phục áo trang trọng đã thành quen thuộc, không có gì xa lạ. Vậy thì không có lý do gì mà ông hiệu trưởng phải giải trình. Chúng ta thường nói đến tôn trọng sự khác biệt, đặc biệt là ở môi trường đại học nơi cần phát huy tính tự chủ và sáng tạo của người học. Nếu ngay cả một buổi lễ tốt nghiệp với văn hóa hội nhập và trang trọng cũng bị xét nét, thậm chí bị vùi dập thì còn ai dám khác biệt. Còn chuyện lễ phục đẹp hay xấu là ở chủ quan của mỗi người, càng không thể áp đặt.